trước đây khi mà chưa trở thành đối tác của Venus Medi thì Thảo cũng từng là khách hàng được trực tiếp bác sĩ Nghị điều trị nám cho mình. Bản thân đang và đã là một nhân chứng xác thực nhất đã kiểm chứng và chứng minh cho cái phương pháp điều trị nám bằng năm thiên lai của bác khỏi hoàn toàn 100%. Đây là da của Thảo sau khi mà đã được bác điều trị cho. Thảo thì bị nám chân sâu từ khi mà học lớp 11, đã có 1-2 chấm nhỏ xuất hiện ở trên mặt, nhưng mà theo thời gian thì nó lan rộng sang hai bên gò má, nhìn rất là mất thẩm mỹ luôn. Nói chung là tự ti lắm, và có nghĩa là trông mình già đi cả chục tuổi so với tuổi ấy. Mình chưa kể là có một lần thì có một cô COVID xem tướng, cô nói rằng là cái vết nám này nó sẽ làm, tức là nếu như mà mình biết che cái khuyết điểm đi ấy, để cho cái gương mặt sáng lên thì tài lộc sẽ đến. Tức là mình cũng buồn tìm đủ mọi cách rồi nhưng mà cũng không có cách nào hiệu quả cả. Da chỉ có bỏng rát lên và thậm chí là còn bị nặng thêm. Nghĩ rằng là mình sẽ phải sống chung với nám rồi đấy. Nhưng mà có một lần tình cờ mình có được một chị hàng xóm, chị bán quần áo ở chợ Kinh Bình ngay gần nhà mình thôi, thì chị giới thiệu cho chỗ bác sĩ Nghị. Ban đầu thì mình chưa tin lắm, nhưng mà sau khi mình tìm hiểu thì mình cũng quyết định là tìm đến, chỉ đơn giản để cho mình đưa ra quyết định điều trị. Đấy chính là cái quá trình điều trị không có gây tổn thương da, mình vẫn đi làm được bình thường, không phải kiêng thêm gì cả. Và niềm tin đó thì đã được đền đáp xứng đáng sau hơn 10 buổi điều trị. Da của mình đã hoàn toàn khỏe mạnh và sạch nám 100% luôn. Tức là như những gì mà phòng khám đã cam kết với mình thì mình rất là hài lòng. Và mình cũng sẵn sàng chia sẻ với mọi người khi mà mọi người thấy da mình sạch nám và hỏi xem là điều trị ở đâu, bằng phương pháp nào. Mình cũng sẵn sàng cho địa chỉ cũng như là số điện thoại của bác sĩ để mọi người cũng được điều trị. Bây giờ thì bản thân mình mới thực sự là tâm phục khẩu phục vị phó giáo sư bác sĩ này. Càng hiểu thì càng ngưỡng mộ phó giáo sư hơn. Và thật sự phải thừa nhận bác là một nhà khoa học thực thụ.